Xin kính chào quý chú chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản thực tế ở Thành Len. Hiện tại Thành Len đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Du, một tuyến đường huyết mạch kết nối giữa Nguyễn Ái Quốc và đi vào khu du lịch Long cũng như là Văn Miếu Trấn Biên. Ở phía bên này, đây chính là Văn Miếu Trấn Biên của chú chị ạ. Vị trí này đây là Văn Miếu Trấn Biên ở kế bên luôn. Bên này ngã tư này, đây là cái ngã tư của chú chị nhá. Và đây chính là khu dân cư Bửu Long, một cái khu dân cư mà phải nói là lớn nhất tại Biên Hòa luôn. Bây giờ Thành Len sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một bất động sản nhà vườn cũng như có thể gọi là biệt thự được cô chú anh chị nhé. Đây chính là hành lang đường của Nguyễn Du vỉa hè, còn đây là hành lang lộ giới giao thông. Bất động sản chúng ta ở đây, cô chú anh chị thấy không ạ? Đây nguyên cái vị trí này 6.500 m², thương mại dịch vụ đã đóng thuế rồi. Đây là tuyến đường Nguyễn Du nhá, đi ra vị trí Nguyễn Ái Quốc. Bây giờ mời cô chú chị cùng với Thành Len chúng ta sẽ đi vào trong nhé. Ở vị trí này chúng ta sẽ có công viên này mọi người, công viên của khu dân cư Bửu Long. Và với cái khu này Thành Len đánh giá rất là cao, bởi vì nó sẽ có từng giai đoạn Bửu Long 1, Bửu Long 2, Bửu Long 3, và có khu biệt thự này, rồi nhà phố liền kề này, vân vân. Trong này cũng sẽ có trường và chợ đã hoạt động rồi cô chú chị nhá. Đây chính là khuôn viên sân của chúng ta. Ở vị trí này chúng ta thấy rằng là cổng. Với bất động sản này khi mà chúng ta mua về, chúng ta sẽ cải tạo theo cái ý thích của chúng ta, có thể mở nhà hàng, khách sạn, kinh doanh hay là nghỉ dưỡng, vân vân. Về vấn đề du lịch dịch vụ ở đây cũng ok của chúng chị ạ, kế bên khu du lịch sinh thái Bửu Long. Và đây chính là khuôn viên phía trước nhá. Chúng ta đang thấy nguyên một cái khuôn viên mặt tiền phía trước. Với bất động sản này bám với mặt tiền đường là 3 mặt tiền đường, có tổng chiều dài là hơn 250 m mặt tiền đường của chú anh chị ạ. Chiều ngang đi vào sâu là 170 m của chú anh chị nhá. Kiến trúc rất là ok khi mà chúng ta thấy rằng là cửa vào thì sẽ có một ô ở đây. Với cái bất động sản này cô chú anh chị có thể là mở được 3 cái cửa ở 3 hướng mọi người nhá. Đây chính là cái khuôn viên vườn. Khi mà bước vào đây thì chúng ta thấy rằng là khuôn viên này ngày xưa chủ đã làm rất là chỉnh chu. Tuy nhiên đến lúc mà chủ không ở đây nữa, chủ đã di rời một số cây cảnh. Và bây giờ đây chính là cái hiện trạng thực tế mà Thành Len quay để mọi người thấy được và xem là có phù hợp với cái tiêu chuẩn của chúng ta hay không. Thì có thể liên hệ Thành Len để đi xem nhé. Chúng ta sẽ đi vòng từ bên này trước nha mọi người. Một cái khu vườn. Chắc chắn là khi mà bất động sản này về tay của một người có tầm nhìn khác thì chắc chắn người ta sẽ về làm lại nhé, không có để như vậy. Nhưng mà đây sẽ là cái khuôn viên mang đậm cái phong cách của Nhật Bản cũng như là kết hợp với phương Tây ở đây. Cô chú anh chị đang nhìn thấy này, đây chính là cái đường đi này. Nguyên cả một cái khu này sẽ có sân vườn. Chắn là khi về đây nghỉ dưỡng cũng rất là ok nha mọi người. Chúng ta sẽ thấy một cái khuôn viên lớn này. Và đây chính là vị trí nhà này. Đây, cô chú anh chị thấy không? Nhà trưng bày giống như một cái bảo tàng vậy cô chú anh chị. Và chúng ta sẽ đi ra phía sau nhá. Ở đây sẽ được làm nhôm này, đúc nha cô chú anh chị nha. Và tường này thì xây rất là dày nha. Tường này là xây tường 20 hết cô chú anh chị. Và cực kỳ dày luôn. Phân ra từng khuôn viên một, cô chú chị thấy không? Ở phía trong nữa này, và nguyên cái khu này được xây dựng 100%. Cái này thì giống như một cái am tự vậy cô chú chị ạ. Tuy nhiên thì về chúng ta sẽ làm lại theo ý thích của chúng ta nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào giữa này, trước khi chúng ta đi vào cái bờ. Đây sẽ có những chỗ để chúng ta trưng bày bàn ghế. Ở đây cũng có thể làm cái quán nhậu nhé, nhà hàng quán nhậu rất là ok luôn. Đây đã bắt những trụ đèn luôn, còn ở kia đó chính là chòi. Ta sẽ thấy nguyên một cái cổng, cổng chính để đi vào nhà. Đó, cổng chính này. Ở dưới, cái này phù hợp cho cô chú anh chị nào mà muốn tìm một cái không gian yên tĩnh tu hành. Có thể là về cái này thì rất là hợp lý luôn. Đây mọi người thấy không ạ, rất là đẹp nha. Bên này này,
cô chú anh chị thấy không, còn một cái khu riêng biệt bên kia và tí nữa tôi sẽ quay bên kia mọi người nhá. Ở phía dưới được ghép gạch ghép đá hết này mọi người. Và đây là phía trong khuôn viên. Đây là cái vườn cây này. Đây có cả nhãn nữa mọi người này. Nhãn này mọi người này. Nhãn này là nhãn ăn được luôn này mọi người. Khuôn viên phía trước này sẽ là như vậy. Và chúng ta sẽ qua bên này một xíu để nhìn thấy cái khuôn bên này. Rồi chúng ta sẽ đi vào trong nhé mọi người nhá. Bên này là vị trí để một cái kho bên này nữa mọi người. Riêng biệt bên này nhá. Một cái kho bên này để mấy cái đồ mà gọi là làm cây cảnh. Ở trước cũng sẽ có cổng nha mọi người. Phía trước cũng sẽ có cổng nha. Chúng ta sẽ thấy ở thông ra phía trước này có một cái cổng luôn nha. Là nguyên một cái khu này dài luôn và vào trong luôn này. Kho đằng trong này. Chúng ta sẽ thấy một cái kho phía trong. Đây chính là một cái kho này. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài. Đây là khu vườn nha mọi người. Vườn này rất là đẹp luôn mọi người. To rộng. Với cái tài sản này thì dành cho những đại gia rồi mọi người nhá. Nguyên một cái khu vườn này. Đằng sau bức tường còn hơn 2.000 mét vuông ở phía sau nữa nhá. Và cái này thì chúng ta sẽ nhìn qua flycam nha mọi người. Chúng ta sẽ nhìn qua flycam. Ở phía sau là lô đất với góc hai mặt tiền đường ở phía sau nữa. Chúng ta sẽ đi vào đây này. Đây mọi người thấy không ạ? Nguyên một cái không gian rất là thoáng. Đây là bếp nha mọi người. Khu vực bếp nha. Và bờ tường này chúng ta được xây như thế này hết nha. Xây như thế này hết, được bao bọc như thế này hết. Ngói này ngói đông dương nha mọi người. Tường này xây cực kỳ dày nha mọi người. Tường 20 xây rất là to và dày luôn. Chúng ta sẽ đi vào trong nhá. Đi bên này. Đây là khu vực chân bếp này mọi người. Quay qua một bếp. Chúng ta sẽ đi ra trước. Đây là nguyên một cái khu này. Vườn thì bao la luôn, cây cảnh bao la luôn mọi người. Bên này sẽ có một cái khu khác nữa nha mọi người nhá. Bây giờ tôi sẽ mời cô chú chị đi ra trước để chúng ta vô nhà một cái. Chúng ta sẽ đi qua hết cái khu này. Bất động sản rất là rộng nha, sân vườn thì cực kỳ bao la luôn. Cái này là đất thương mại dịch vụ, về chúng ta có thể khai thác về dịch vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng. Bất cứ cái gì mà gọi là kinh doanh dịch vụ đều được hết nha mọi người. Đây thì được đổ móng này, nên rất là khá là cao nha. Tôi ước tính là cái này nó cao hơn 1 mét nha mọi người. Đây mọi người, đây là cái không gian chính này. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy này. Không gian này được làm thiết kế rất là đẹp nha và chỉnh chu nha. Chúng ta sẽ đi vào trong nha mọi người. Một cái căn phòng làm việc ở rất là thoáng và cao nha mọi người. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy nhá. Đây thiết kế cực kỳ đơn giản. Ngày xưa tôi có bán một cái bất động sản như thế này cho một người cũng có tu. Và họ cũng đã chốt được và họ cải tạo lại rất là đẹp nha. Đây là một cái phòng nữa cô chú anh chị. Mọi người nhìn thấy không? Phòng ốc rất là đẹp, rộng rãi, to. Bên này là toilet này. Cô chú anh chị thấy không ạ? Đây sẽ là cái nhà của chúng ta. Phía dưới là thông ra cửa. Cửa phía sau. Cô chú anh chị thấy cái cửa ở phía sau ạ. Đấy. Và đó chính là khu vườn. Bây giờ tôi sẽ mời cô chú anh chị chúng ta sẽ đi qua cái khu bên này nữa. Bất động sản này nhưng mà cái giá trị của nó rất là cao. Bây giờ mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi qua một khu nữa nha mọi người. Ở đây chúng ta sẽ nghe những cái tiếng chuông gió này. Đó, làm cho cái không gian rất là thanh tịnh nha mọi người nha. Đấy, chúng ta sẽ đi ra ngoài.
Cô chú anh chị thấy không ạ? Đây là nhà vệ sinh này. Và bên này cũng là nhà vệ sinh cho nam, một bên là nữ, một bên là nam. Ở đây sẽ là cái khu mình có thể trồng rau hoặc là hoa. Rau hoặc là hoa ở khu vực này. Đây là khu vực mà sinh hoạt chung nhá. Chúng ta sẽ đi ra qua bên phía bên này. Một cái không gian rất là đẹp mọi người. Bên này chúng ta sẽ trồng thêm hoa theo cái ý thích của mọi người nhé. Tất cả mọi thứ ở đây rất là đẹp. Hiện tại thì Thành Len thấy rằng là với bất động sản này, cái giá trị nhất của nó là vị trí của chúng chị ạ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái chòi tiếp khách này. Mọi người thấy không? Một cái vị trí cái chòi tiếp khách ở đây nữa. Vị trí này thì chúng ta dùng để tiếp khách được mọi người. Một cái không gian rất là thoáng, được thiết kế xung quanh gỗ và nhôm kết hợp với nhau rất là đẹp. Với cái vị trí này thì tiếp khách là đạo cũng rất là ok của chú chị nhé. Khu vực này thì chúng ta có thể làm nhà hàng được cô chú chị ạ, với vị trí rất là đẹp. Ở đây cô chú anh chị khi bước vào sẽ nghe cái tiếng của chuông gió này, leng keng này. Đây là một cái khu vực phía bên này, có thể là chúng ta sẽ dùng để nghỉ ngơi sau những cái khung giờ làm việc căng thẳng hoặc là để tĩnh tâm. Ở đây là vị trí có thể làm nhà trưng bày hoặc là có thể làm một cái nơi để mà chúng ta tĩnh tâm, hay là chúng ta về thiết kế lại cái khu này làm quán nhậu, đây cũng sẽ là một cái khu riêng. Bước lên, tất cả được làm rất là đẹp. Qua một cái này hiện tại không có vào được, chúng ta sẽ quay phía ngoài nhá. Sẽ có hành lang này, cái thiết kế này, trên được làm bằng gỗ hết nha mọi người. Với cái công trình này, từ thiết kế này, từ bờ bao này và mọi thứ trên đất, nhưng mà tính ra chỉ có rơi vào khoảng hơn 13 triệu một mét. Hơn 13 triệu một mét rất là rẻ của chúng chị ạ. Ở đây ngày xưa sẽ có rất là nhiều cây, nhưng hiện tại gia chủ đã bứng đi hết rồi. Nhiều cây quý nhá, hiện tại gia chủ đã bứng đi hết rồi. Nguyên một cái không gian phía sau này nữa. Cô chú anh chị nhìn thấy không? Những cái cột này, những cái đình này rất là to nha, rất là đẹp nha. Và chúng ta sẽ đi vào trong phía bên này. Đó, nhìn thấy không ạ? Rất là thoáng luôn. Này, được bo theo cái mặt này. Phía ngoài là đường cô chú anh chị nhá. Và có một cái hành lang cây xanh ở phía ngoài bảo vệ nhá. Cho nên là cái không khí ở đây rất là thoáng nhá. Ở trong này chúng ta sẽ thấy này, gỗ hết nha mọi người. Làm bằng gỗ hết nguyên một cái sân này, để chúng ta có thể trang trí này, vườn cây cảnh bonsai này, rất là thoải mái cô chú anh chị nhá. Đây là một cái khu. Và như thế thì Thành Len cũng đã quay hết cái khu này rồi. Chúng ta sẽ lên nhìn lại nhà trưng bày ở phía trong này. Đây mọi người, cột gỗ nha, rất là to nha, gỗ rất là to nha. Ở phía trong là trống thôi, không có gì ở phía trong cả. Nhưng mà đây chính là khung cảnh, mọi người có thể coi. Ở phía trong thì nó trống như thế hết nha. Phía dưới chúng ta đây chính là bất động sản nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Du. Và vị trí này, đây chính là toàn cảnh từ trên cao, cô chú anh chị có thể thấy được vị trí bất động sản cũng như là xung quanh. Ở phía dưới đây chính là bất động sản với vị trí đắc địa đã trừ lộ giới giao thông. Ở phía trước của chúng ta là mặt tiền đường Nguyễn Du. Với bất động sản này, mặt tiền đường Nguyễn Du sẽ dài là 71 m và sau đó kéo dài vào sâu phía trong. Chúng ta sẽ có được cái bất động sản với hai sổ. Vị trí sổ phía sau sẽ là dài 50 m và phía trước sẽ là dài 67 m, dài hơn 100 m và bám mặt tiền đường. Ba mặt tiền đường của chúng chị ạ. Đây là một lô góc đã có trừ lộ giới và chia ra 3 phân khu. Phân khu thứ nhất của chúng chị có thể thấy vị trí sảnh lớn, sân lớn cũng như là nhà
lớn và một vị trí phòng tiếp khách và một đỉnh. Còn phân khu phía bên kia là một cái vị trí riêng biệt mà tôi đã review cho cô chú anh chị. Và khúc phía sau này, đây chính là vị trí đất trống ở phía sau. Với bất động sản phía sau này sẽ là góc ba mặt tiền đường hiển thị. Vị trí rất là đẹp, vị trí đắc địa của chú anh chị ạ. Và vị trí này chúng ta đang thấy rằng với bất động sản này là bất động sản có thể kinh doanh buôn bán được. Và vị trí phía dưới của chúng ta là vị trí mà đối diện khu du lịch Bửu Long, cũng như kế bên miếu Trấn Biên và kế bên là khu dân cư Bửu Long, một khu với phân cấp 3 giai đoạn dự án, có phân khu nhà ở liền kề, nhà phố, biệt thự, cũng như là có trường đại học Lạc Hồng trong khu này, khu du lịch Bửu Long ở vị trí này nữa. Thì đây sẽ là một vị trí kinh doanh được của chúng chị nhá. Đối diện cụm khu dân cư Bửu Long thì rất là rộng lớn với hàng trăm hecta, và phía dưới chúng ta đây chính là được bao bọc bởi đường và có hành lang an toàn lộ giới, cũng như là chúng ta đang thấy ở đây vị trí đường bao bọc rất là đẹp. Vị trí đây là vị trí mà bất động sản rất là đẹp, có thể kinh doanh được nhà hàng, khách sạn, siêu thị. Với ba mặt tiền đường, chúng ta có thể làm được rất rất nhiều thứ trên cái bất động sản này của chúng chị nha. Vị trí rất là đẹp, ngay góc của ngã tư. Vị trí tuyến đường Ngô Quyền là kết nối với tuyến đường Nguyễn Ái Quốc đi vào, và lượng tham gia giao thông như xe cộ đi ở khu vực này rất là đông của chúng chị nha. Chúng ta đang thấy lượng tham gia giao thông cực kỳ đông. Và đây chính là bất động sản của chúng ta, rất là đẹp của chú chị ạ. Kế bên Văn Miếu Trấn Biên, một vị trí tiềm năng. Với bất động sản này mức giá là hơn 13 triệu trên 1m2, thì đây vẫn là một bất động sản có mức giá tốt. Tuy nhiên do tài sản này là vị trí đẹp và diện tích lớn cho nên giá trị nó lớn. Với 6.500m2 tính ra 85 tỷ còn thương lượng. Nếu cô chú anh chị chúng ta có thiện chí đi xem bất động sản này, Thành Lan sẽ thương lượng cho cô chú anh chị mức giá tốt nhất. 85 tỷ này là 85 tỷ gia chủ mong muốn tìm được một người chủ mới cho cái bất động sản góc ba mặt tiền đường này. Và phía sau mặt tiền hông cũng là ba mặt tiền đường luôn, đường hiển thị bản đồ của chú anh chị nhá. Rất là đẹp cho cái quỹ đất này đang cần tìm chủ mới. Nếu cô chú anh chị nào đang có nhu cầu mua về để khai thác thương mại dịch vụ, như là mở các cái dịch vụ lớn, gara ô tô, hay là thậm chí chúng ta làm được rất rất nhiều vấn đề, xây nhà cao tầng cũng được cô chú anh chị nhá. Ở khu vực này xây chung cư cao tầng vẫn đáp ứng được cái lượng khách bán mua ở khu vực này. Và hiện tại thì chúng ta thấy rằng xung quanh đây là vị trí kết nối giữa Bình Dương, Sài Gòn rất là gần. Và đây là ngay vị trí gần cái trung tâm hành chính của thành phố Biên Hòa. Tất cả mọi thứ từ tòa án, từ công an thành phố vân vân thì chỉ bán kính 1 km thôi là đã ra tới cái vị trí của trung tâm hành chính rồi. Và đây chính là vị trí trực thuộc trung tâm của chúng chị ạ. Rất là đẹp, giao thông di chuyển cực kỳ thuận lợi. Một bất động sản xung quanh cũng có khá nhiều cây cối, và đặc biệt vị trí này có thể ứng dụng được nhiều vấn đề trên bất động sản này. Mức giá 85 tỷ là mức giá có thương lượng. Đây chính là hình ảnh thực tế, khung cảnh xung quanh Thành Lan quay để cô chú anh chị có thể nắm bắt được tình hình phát triển của quỹ đất, cũng như là để chúng ta biết được tất cả mọi thứ xung quanh và vị trí và mức giá để cô chú chị có thể quan tâm và thương lượng được. Và đây chính là vị trí hình ảnh khu du lịch Bửu Long, cũng như là Văn Miếu Trấn Biên và xung quanh các cụm dân cư được quy hoạch bài bản. Thì Lan xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. Nếu cô chú chị đang có bất động sản cần bán, có thể ký gửi cho Thành Lan. Thành Lan chuyên làm bất động sản khu vực
Biên Hòa, Nhân Trạch và Long Thành. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.